Dù người yêu đi đánh cầu lông, thanh niên đập cầu như muốn đập tan luôn cái cuộc tình này. Tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe là một trong những hoạt động cực kỳ lành mạnh được nhiều cặp đôi áp dụng nhằm hâm nóng tình cảm. Trong đó, không thể không kể đến bộ môn cầu lông, một trong những bộ môn thể thao khiến nhiều cuộc tình phải tan vỡ. Trường hợp sau đây là một trong những ví dụ điển hình. Cụ thể, sau khi gạ gẫm được cô bạn gái ra khỏi giường để ra sân tập luyện, thanh niên đã chọn ngay bộ môn cầu lông để tập luyện, nâng cao sức đề kháng, hâm nóng tình cảm gia đình. Nhưng mà hâm nóng kiểu này nó lạ lắm, vừa mới vào sân phát cầu người ta chỉ nghe thấy tiếng bộp bộp cực kỳ to từ phía anh người yêu. Chứng kiến những màn đập cầu nhưng muốn đập nát luôn cái cuộc tình này, cô gái đã phải đứng im chịu trận trước những lần tấn công dồn dập của bạn trai. Dù đã cố gắng giơ cái vợt ra đỡ mấy quả tên lửa này nhưng cô bạn đáng thương vẫn không thể đỡ được phát nào. Với cách đập cầu đỉnh cao này, bạn gái của thanh niên trên quyết định giải tán luôn phi vụ tập thể dục thể thao này, đồng thời cô cũng đang suy nghĩ xem cuộc tình có được bền lâu nữa hay không. Theo phân tích của nhiều người, khả năng cao là sau khi trận đấu này kết thúc, bạn trai sẽ được nhận về một trận dỗi cực lớn đến từ vị trí của người yêu và khá là tốn tiền để dỗ dành. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.